Xin kính chào quý vị khán thính giả trên quê hương ta. Xin kính chào quý vị khách mời trên Việt TV. Bây giờ tôi quay cho quý vị một ngày chủ nhật an lành ở cái thị xã của tôi đang ở là tại Na Uy, Haugesund, Na Uy. Đây tôi quay cho quý vị thấy là một cái nhà thờ bự chà bá nè. Quý vị thấy không? Tôi sẽ đi lần lần quay cho quý vị thấy bốn cửa, một cái nhà thờ bự, rất là bự. Hôm nay là ngày chủ nhật, nhưng quý vị thấy không? Không có một bóng ma nào nó đến nhà thờ hết á. Lần trước tôi có nói chuyện với quý vị là cái vấn đề đổi lớp tôn giáo ở bên này đó là như thế nào. Bây giờ tôi quay cho quý vị thấy. Ở bên này á, chính phủ Na Uy đó, nó cũng tôn trọng những người tu sĩ, nhưng mà nó không bao giờ tin. Nó cho tiền xây các nhà thờ vậy đó, nhưng mà người dân của họ ít có khi đến đây lắm. Họ cho tiền, cho chi phí xây các nhà thờ là để là họ sự thể hiện một sự tôn trọng đối với những người mà tu sĩ mà thôi đó. Nhưng mà quý vị thấy đó, đây là cũng là một cái cửa, thấy không? Không có bóng mà đó. Ở bên này người ta muốn thành đạt, đổ đạt cái gì đó thì người ta bỏ thời gian, người ta đi vô nhà thờ, người ta đi vô nhà chùa, người ta đi vô nhà trường, người ta học, chứ ai đi nhà thờ, đi nhà chùa đâu quý vị đó. Để tôi phản biện là cho mấy thằng đổi lớp tôn giáo ở bên nước ngoài này nè, mấy thằng ngu đạo với mấy cái thằng lười đạo đó, nó biểu nhà nước Việt Nam nó cho là tự do tôn giáo, mà trong khi nhà nước Việt Nam đâu có cấm ai tu. Quý vị thấy không? Đó, tôi đi từ xa. Nãy tôi đi từ cái cổng chính, bây giờ tôi đi sang từ bên phải. Quý vị thấy không? Đây cũng cái cửa nè. Không chừng cái cửa này mở ra toàn trồng cần sa trong này không á. Đây là cái cửa sau. Tôi cho quý vị thấy những gì tôi nói ở bên nước ngoài là như vậy đó, mà chính tụi nó biết. Mấy thằng ở lớp tôn giáo bên này nó biết tôi là nói thiệt không à. Quý vị thấy không? Không có một bóng ma, mà trong khi cái ngày này là ngày chủ nhật đó. Đây tôi bao gồm cả người Tây phương và người Việt Nam đó. Thấy không? Quý vị thấy có bóng ma nào chưa? Chưa thấy. Quý vị thấy không? Đó, bữa nay là một ngày trời đẹp, chủ nhật. Khí hậu, thời tiết hôm nay là 22-23 độ nắng tại thị xã tôi đang ở. Đúng ra là ngày chủ nhật phải đi thăm Chúa đó quý vị. Bây giờ quý vị thấy có ai không? Đó. Em đang đợi lớp tôn giáo, ở xứ người, tao nói có đúng không mày? Đó, nhà thờ bự chà bá nhưng mà không có một bóng ma. Thấy không? Tôi đi bốn hướng cho quý vị thấy rồi đó. Ở đó mà đòi tu này tu nọ, mày đi ra nước ngoài này mày bỏ thời gian mày vô nhà chùa với nhà thờ mày lấy gì mày ăn? Quý vị thấy không? Bự thiệt là bự. Cái nhà thờ này có đâu gần cả trăm năm à. Cũng gần cả trăm năm à. Từ lúc tôi đến đây, dậm chân tới đây là tôi đã thấy nó rồi. Tôi đến đây thì 31-32 năm thôi. Quý vị thấy không? Có thấy thằng tu sĩ nào không? Đó, tôi quay lên tuốt ở trên kia. Đó, trên kia là cái đồng hồ. Bây giờ là 7:40 rồi đó, quý vị thấy chưa? Gần 7:40 chiều tại Na Uy. Đó. Quý vị thấy không? Đó. Có ai mà rảnh mà người ta đi vô mà nhà chùa nhà thờ đâu? Còn nếu có là chỉ tới nhìn coi á, mày đi xe gì, vợ mày mang cái bóp gì, mang đôi giày gì để mà nói như là nhiều chuyện với nhau thôi. Chứ làm gì có cái chuyện mà ngoan đạo. Ở nước ngoài này đa số là lười đạo với ngu đạo, chứ làm gì có cái chuyện mà xuyên đạo với ngoan đạo đâu quý vị. Giờ tôi đi ngược lại tới đây đó, xong bây giờ trở lại thành cái cổng chính. Đi tuốt như thế này tôi quay cho quý vị thấy đó. Bây giờ trở lại cái cổng chính, quay tuốt lên cây trên cao. Bây giờ thấy có ai không? Có ma đó. Chị Bảo Ngọc đăng cái này lên nghe chị Bảo Ngọc. Bây giờ ngày mai mốt tôi đi du lịch về tôi làm clip với chị. Cái gì thấy chưa? Có ai đâu nè. Ở đằng kia thì chỉ có nhiều